Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay bên em vừa về một chiếc Toyota Cross phiên bản G màu đen, thì trong thì em sẽ quay cho anh chị giới thiệu qua về chiếc xe Toyota Cross, giới thiệu về giá bán của các phiên bản. Cross được phiên bản được phân phối ở thị trường Việt Nam với 3 phiên bản là 720 triệu là phiên bản tiêu chuẩn trước mặt chúng ta đây. Bản xăng cao cấp là 820 triệu và phiên bản xăng điện là 910 triệu. Và xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Hôm nay thì bên em về chiếc xe màu đen, em giới thiệu chi tiết hơn về chiếc xe bản G này. Đây, xe bản G. Bản G thì nó sẽ được trang bị đèn halogen projector và logo nó vẫn dùng logo thường thôi, vẫn thiếu mất một số chi tiết so với bản V là thanh chrome ở chỗ đèn sưng, ở chỗ lỗ hông xe này, và cái thanh cắt ngang cạnh với logo, và không có cửa sổ trời và giàn nóc. La răng thì vẫn là la răng đúc có kích thước là 17 inch, nhỏ hơn 1 inch so với bản V, và sử dụng lốp piston, còn bản V là sử dụng lốp Michelin. Chi tiết gương này thì chúng ta sẽ thấy thiếu cái chi tiết cam 360 trên gương so với bản V. Ở phần đuôi xe thì chúng ta cũng thấy so với bản V là thiếu mất cái chi tiết là cam 360, và nhưng mà được bổ sung là cam lùi và một thanh chrome cắt ngang ở phía hông xe. Vẫn được trang bị thì anten vây cá. Cơ bản về cái động cơ, khung gầm và khoảng sáng gầm xe thì bản G này vẫn giống hệt so với bản V 820 triệu, và cái cảm giác lái cũng giống hệt như so với bản V. Hai bản xăng thì có cảm giác lái và sức mạnh động cơ giống nhau. Hiện tại thì em đang có sẵn xe lái thử của Cross bản V ấy. Nếu anh chị nào có nhu cầu lái thử xe và có thể liên hệ cho em qua số hotline. Và tiện video này em sẽ cập nhật về cái lịch xe, thì hiện tại em đang có sẵn màu đen bản V, và những cái xe bản khác, màu khác thì giao sớm trong tháng hoặc là trong tháng 12. Ngoài ra thì cái chính sách trả góp bên em thì hỗ trợ tối đa lên đến 90% và tối đa là 7 năm. Nếu anh chị nào cần bỏ ra số tiền, nếu ở bản V này chỉ cần bỏ ra số tiền là 72 triệu ban đầu để mang xe về xuất khẩu hóa đơn, còn thêm chi phí đăng ký khoảng 72 triệu tiền thuế ở các thị trường như Bắc Ninh có thuế 10% là 72 triệu cộng chi phí đăng ký đăng kiểm nữa, thì nó sẽ rơi vào khoảng 150 là sẽ mang được xe này về được. Trong khuôn khổ video nhanh này thì em cập cho anh chị như vậy. Nếu anh chị nào cần hỗ trợ thêm về thông tin xe hay là về lịch xe thì có thể alo giúp em qua cái số hotline để trên màn hình. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại video sau.